Ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội, vừa bị Công an tỉnh Thái Bình bắt vì cưỡng đoạt tài sản. Cơ quan điều tra cho biết, ông Nhưỡng bị bắt để điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường, sinh năm 1986, thường gọi là Cường, Quắt, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Vậy Cường, Quắt là đối tượng như thế nào? Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng, sinh năm 1963, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản, quy định tại Điều 170 Bộ Luật Hình sự. Được biết, các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn. Theo Công an tỉnh Thái Bình, đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường, sinh năm 1986, thường gọi là Cường, Quắt, là đối tượng hình sự, có 3 tiền án, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình về tội cưỡng đoạt tài sản, quy định tại khoản 4, điều 170 Bộ luật hình sự. Theo tài liệu điều tra, khi biết một số doanh nghiệp được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cấp phép khai thác cát tại mỏ cát ven biển xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, Phạm Minh Cường và đồng bọn đã tự ý xác lập quyền sử dụng trái phép các bãi chiều để sử dụng làm phương tiện, gây sức ép buộc các doanh nghiệp phải trả tiền cho nhóm của Cường theo khối lượng cát khai thác được hoặc bán lại một phần cho Cường với giá rẻ hơn giá thị trường. Với thủ đoạn trên, từ năm 2020 đến năm 2022, tổng số tiền mà Cường và đồng bọn chiếm đoạt được của các doanh nghiệp lên đến hàng tỷ đồng. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, bị can đã chiếm đoạt số tiền lớn, gây bức xúc trong nhân dân, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đầu tư của tỉnh. Trước đó, Công an tỉnh Thái Bình cũng đã phát hiện Cường, Quắt có biểu hiện móc nối với một số đối tượng có tiền án, tiền sự tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật như bảo kê hoạt động khai thác và cung cấp cát biển, hành hung người khác, gây rối trật tự công cộng tại nhiều địa phương thuộc tỉnh Thái Bình. Quá trình bắt, khám xét, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án. Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án theo quy định. Ông Lưu Bình Nhưỡng, 60 tuổi, quê Thái Bình, là tiến sĩ luật kinh tế. Ông Nhưỡng từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, năm 2016 đến năm 2021, thuộc đoàn đại biểu tỉnh Bến Tre, ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội. Năm 2016 đến năm 2021, Phó trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội Việt Nam, Phó chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Thụy Sĩ. Ông cũng từng là phó chủ nhiệm khoa pháp luật kinh tế, Đại học Luật Hà Nội. Tính đến năm 2010, ông đã có 22 năm làm giảng viên Đại học Luật Hà Nội. Sau đó, ông Nhưỡng làm tránh văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp, tham mưu cho Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương. Ông Nhưỡng không được giới thiệu tái cử đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ năm 2021 đến năm 2026 do quá tuổi theo hướng dẫn 36 của Ban tổ chức Trung ương. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.